Nam Em quay trở lại sự nghiệp ca hát sau chia tay, cover lại bài hit tiếng Nhật phiên bản Việt. Rất thích bản tiếng Nhật, bản tiếng Việt Nam Em hát nghe chữa lành thật, được cộng đồng mạng khen nức nở. Chị chỉ hát thôi được không? Nam Em hát thôi là được, đừng nói gì là ok. Quên Nam Em phát ngôn bất nhất, hành xử khó hiểu, đời tư ồn ào đi. Nay chị ấy đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa sau khi chia tay chồng Hờ Hữu Cường. Người đẹp dạo này rất tích cực hoạt động trong thị trường âm nhạc, hết ra nhạc rồi xuất hiện tại các sự kiện như trường học, chùa chiền và cả phòng trà. Màn trình diễn của Nam Em tại một phòng trà đang được công chúng quan tâm hơn cả, vì đây cũng là một trong những sân khấu hiếm hoi mà nữ ca sĩ xuất hiện sau nhiều ồn ào, tai tiếng. Giọng hát của Nam Em vẫn còn đó, nhan sắc của Nam Em cũng vẫn còn đó, vậy nên màn thể hiện này của người đẹp được đón nhận hơn cả. Dù có xuất hiện ở đâu thì nữ ca sĩ cũng nhận được sự ủng hộ, quan tâm nhiệt tình từ phía khán giả. Đi hát ở chùa thì được các cô, các dì khen, đến trường học thì được các em nhỏ chào đón cực thân thiện. Ngắm nhìn những hình ảnh này của mình, hẳn là Nam Em cũng đã và đang có những thay đổi tích cực hơn để đền đáp lại sự yêu mến của công chúng. Ngoài xuất hiện trên các sân khấu đặc biệt này thì Nam Em cũng đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Nổi bật trong số đó là bản cover chuyển thể từ bản hit đình đám Nhật Bản. Giọng hát của Nam Em được hết lòng khen ngợi vì vừa chill, nhẹ nhàng lại cảm xúc lay động lòng người. Thời điểm vướng ồn ào đời tư, Nam Em dường như vắng bóng hoàn toàn trên thị trường nhạc Việt, không được mời đi hát trên các sân khấu, phòng trà. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng chính bởi những ưu sách mà chồng Hờ hiện tại chỉ còn là người cũ của cô nêu ra, như mức cát xê quá cao hay chất lượng âm thanh. Sân khấu phải xứng tầm nên mới xảy ra chuyện người đẹp ế sâu đến mức ấy. Tuy nhiên, về phía Hữu Cường, anh cũng không ngại công khai trước truyền thông tin nhắn booking của đối tác và khẳng định là có thế lực khác chèn ép dẫn đến việc Nam Em bị hủy show. Bởi vì là nó sợ Nam Em, nên là nó tác động vào, cuối cùng là mất cái số đấy, thì nó mất được, mình chẳng biết đâu. Nhưng mà mình đọc, mình cười, cho nên là mình mới thấy rằng là đúng là chúng nó chỉ đạo hết, cho nên khổ thân bằng Nam Em này. Đúng là thực hư thì chẳng biết đâu mà lần, nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng năng lực ca hát của Nam Em khó có thể bàn cãi được. Minh chứng là dù trải qua bao biến cố thì giọng hát của cô vẫn hay như ngày nào, và cô nàng cũng đã dục dịch trở lại làng nhạc với các sản phẩm âm nhạc, các sự kiện nhỏ. Nam Em vẫn được chào đón nồng nhiệt trên các sân khấu. Cũng chính bởi vậy mà người ta hay nói Nam Em là ngoại lệ của làng nhạc Việt. Chị chỉ cần hát thôi, không nên phát ngôn gì cả thì mọi thứ đều yên bình, và chị thì vẫn được công chúng yêu mến. Thời gian này, nữ ca sĩ cũng được khen ngợi là có sự thay đổi tiến bộ, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, thần thái. Xin cảm ơn khán giả Cần Thơ, hôm nay mọi người rất là dễ thương và cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng là tình yêu thương của mọi người tại Cần Thơ dành cho Nam Em lại nhiều đến như vậy. Có vẻ như sau khi trải qua nhiều chuyện, Nam Em đã bắt đầu hồi phục từ từ. Cộng đồng mạng vẫn luôn mong ngóng một Nam Em của ngày xưa trở lại và thăng cấp hơn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!